Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ tổ chức cưỡng chế đối với 5 hộ dân có đất cây cối hoa màu trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ. Đây là một trong 6 dự án trọng điểm của tỉnh. Khu công nghiệp Yên Mỹ có quy mô 280 ha. Quá trình giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trên địa bàn xã Tân Lập có 5 hộ gia đình gồm bà Trần Đình Quân, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Văn Nguyện, Nguyễn Khắc Thúy chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, diện tích trên 5.000 m2 gây khó khăn cho việc đầu tư, làm chậm tiến độ hoàn thiện hạ tầng phát triển khu công nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ trên nhằm thu hồi đất phục vụ bàn giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh.